Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính chào đại chúng. Mọi người khỏe không đó? Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn quý vị. Bữa nay may mắn thấy được khỏe. Quý vị biết rằng là những cái người mà niệm Phật á, thì đặc biệt nhất là cái thời mà ngài Pháp Nhiên, ngài sáng lập ra Tông phái Tịnh Độ, thì cái thời đó là cái thời mà nó xã hội nó rối ren, và biết bao nhiêu cái điều nó xảy ra, nó thổi nát từ trong ra ngoài. Nhưng chưa kết hợp với cái dịch bệnh hoành hành, và một điều quan trọng nữa là do vì cái sự thổi nát ở trong nội bộ của tăng chúng của Phật giáo. Chính vì vậy mà ngài Pháp Nhiên, ngài đã lấy cái tư tưởng gọi là mạt pháp. Cái thời mạt pháp nên nó rối ren, nó thổi nát đủ thứ cả. Cho nên ngài mới sáng lập ra cái tông phái gọi là Tịnh Độ. Ngài lấy cái phương thức gọi là dễ tu nhất, đó là dùng cái câu niệm Phật để mà đi khuyên mọi người, đi khắp cùng mọi nơi để khuyên người niệm Phật. Để chi? Để họ bớt đau khổ trước những mất mát, rồi thậm chí họ bớt đi, họ vơi bớt đi những cái nỗi niềm đau thương và tất cả những cái gì mà ở trong tâm của họ bỗng nhiên mất niềm tin trước cái cảnh của Phật giáo nó đấu tranh rồi đánh phá lẫn nhau, rồi tông phái này đánh tông phái nọ, nhất là ở tại Nhật của vị thầy đó. Chính vì vậy cho nên những người mà chuyên tâm niệm Phật thì họ có một cái công phu rất lớn, nhất là những thời mạt pháp như thế này. Và đặc biệt nhất là quý vị biết rằng là những người có cái công năng như vậy thì ngay khi họ hành trì thì những con thú vật nó cũng được hóa độ. Ví dụ như là những vị các cái bậc cao đức mà khi họ hành trì, họ công phu, thậm chí có những gia đình mà ngay hiện tại bây giờ vậy, họ kể cho thầy nghe là thì dù con chó, con mèo, mà mỗi khi mà họ công phu niệm Phật á, hoặc là thậm chí họ công phu bài sám hay không, thậm chí họ ngồi thiền vậy, thì chính những con vật nó nằm sát bên họ. Cái công phu nó rất quan trọng. Cho nên cái tâm của quý vị và công phu quý vị nó rất quan trọng. Ngay khi quý vị hành trì mật chủ cũng vậy, thì những cái con vật mà người ta gọi là súc sanh như vậy á, thì phải nói rằng là nó còn được phước rất lớn. Những con vật nào mà nó được vào trong gia đình mình, nó có phước lắm. Và nó phước hơn nữa là gì? Quý vị thấy là ở phương Tây này thì những con thú vật nó rất được trân trọng, thậm chí có các bệnh viện thú vật. Và thế kỷ thứ 11, 12 á, trong lịch sử của Phật giáo Nhật Bản đã có nhà thương cho chó mèo rồi đó. Chứ đừng nói bây giờ. Và mình thấy rằng là bên cạnh những cái ấn điện đó, bên cạnh những cái may mắn đó, cái quan trọng nhất là nó được ở vào trong một gia đình mà có người biết tu. Thì chính cái năng lượng của người tu đó nó sẽ giúp hóa giải. Mình chưa nói là con người, nhưng mà chính những con vật nó hưởng rất nhiều. Thậm chí có những trường hợp mà tỷ dụ như là con vật, tỷ dụ con chuột, hay là con kiến, hay là con giảng. Quý vị có tin rằng là đúng, nói nó biết hết đấy. Ngày xưa khi thầy ở trên chùa Việt Nam, ở trên Los, thì buổi tối ở trong phòng thật sự ra thì chuột mèo nó có, chuột rồi có giống với con, chuột rồi giảng rồi đây nào nó có, chạy cùng cả. Nhưng mà thầy đứng đuổi, thầy để ý như vậy thôi. Thì có cái hay là khi mà mình ngồi mình niệm Phật, hoặc là khi mình ngồi thiền, ra đứng ngay trước mắt. Ra đứng ngay trước mặt. Khi mình xả thiền, mở mắt ra, nằm ngay trước mặt luôn. Và những con vật dễ thương lắm. Thậm chí khi mà mình mở cái tư tâm ra, mình muốn hóa đồ họ và mình khuyên, mình nói chuyện. Mình nói chuyện họ nghe, và thậm chí là giống như họ có một sự quyến luyện nào đối với mình. Cho nên là tỷ dụ khi nào mà mình đi đâu xa vài ba ngày, mình trở về thì hình như họ mừng mình là vẫn phải. Vì là mất đi, khi mình có mặt thì mất đi cái năng lượng đó. Cho nên là quý vị biết là cái năng lượng tư tâm của mình đó là một năng lượng rất quan trọng để giúp hóa giải và nhiếp cảm với những cái con vật. Có khá nhiều câu chuyện của các vị mà họ tu hành, đặc biệt là pháp môn niệm Phật. Đương nhiên là những vị mà
chuyên về những cái trì để tụng thần chú, nó cũng có những cái công năng đặc biệt. Vì vậy cho nên là chúng ta học những cái môn học như thế này, thầy rất là mong rằng quý vị khi mà học về tịnh độ hoặc là học về cái gì đó, quý vị hãy cố gắng thực hành. Thực hành thì quý vị sẽ thấy cái vi diệu của nó. Và bên cạnh đó, quý vị lấy cái thực hành đó để mà nhiếp hóa mọi người, nhiếp hóa ngay cả người và ngay cả vật. Cái điều đó rất quan trọng. Bởi vì khi mình học một pháp mà pháp đó không được thực hành, pháp đó không được hành trì và không được đem ra để mà gọi là ban phát cho mọi người, nó uổng, rất là uổng. Bởi vì mình sẽ học được nhiều, giống như trong trường như thế này quý vị được học nhiều lắm, rất là nhiều pháp môn, tự dù thiền có, tịnh độ có, mật có, tất cả được triết lý nào đây đầy đủ rất là nhiều. Tuy nhiên cái hành lại làm chuyện khác, nhớ điều đó. Mà cái hành ấy, thì nó mới bổ sung vô cho cái học. Nhưng gì quý vị học quý hiểu, đôi khi quý vị hành ấy, quý vị gì ngộ và quý vị chứng được cái gì đó, quý vị sẽ thấy được những gì mình học và còn sáng hơn những điều nó xa hơn, sâu hơn nữa. Và giá trị ở chỗ đó. Cho nên vì vậy mà thầy rất là mong quý vị cố gắng thực hành. Cái mật tông hôm nay chúng ta sẽ phải học đến cái phần tổng kết. Tuy nhiên có những cái phần mà thầy sẽ gửi tài liệu cho quý vị. Đó là cái phần trước khi đi đến tổng kết này. Tất nhiên hôm nay chúng ta sẽ học qua một số các phần tổng kết và một số các thuật ngữ rất quan trọng. Tỷ dụ như tạp mật, tỷ dụ như minh vương. Những cái phần này thầy đã có giải thích phần sau, cho nên hôm nay chúng ta sẽ học. Tuy nhiên có một số đặc biệt hai phần chính. Đó là phần thứ nhất, đó là cái một phần lược thôi, cái quá trình mà mật giáo được truyền vào Nhật như thế nào và nó phát triển ra sao, hình thành như thế nào. Rồi thì quá trình đương nhiên ở khi đi qua mật qua Nhật Bản thì có cả Đông mật và Thai mật. Tất nhiên là mật tông của Thiên Thai tông và mật tông của Chân Ngôn tông. Còn cái mật giáo được truyền vào Tây Tạng như thế nào và các cái giáo phái, đặc biệt nhất là các cái tông phái, ví dụ như Mũ Vàng, Mũ Đỏ vân vân này nọ. Quý vị sẽ học tổng lược qua thôi. Vì là trong cái phần mà lịch sử Phật giáo Nhật Bản thì chúng ta sẽ có học rồi hoặc là đã học rồi. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ lược qua và thầy sẽ lược qua phần đó. Và đặc biệt nhất là những cái phần mà các vị cho đến hiện tại bây giờ đang hành trì như thế nào, chúng ta cũng cần phải biết đến. Thì những phần đó thầy sẽ cung cấp tài liệu cho quý vị trong phần sau. Hôm nay chúng ta đi đến cái phần tổng kết sơ qua ở nơi đây để xem thử rằng là từ cái lúc mà ở Ấn Độ mật giáo đã được hình thành như thế nào cho đến được truyền bá sang Trung Hoa ra sao. Mật tông Ấn Độ khởi nguồn từ điển tịch của cổ Phê Đà, tất nhiên là Veda đó. Sau đó lưu hành trong các tầng lớp dân gian. Thì đương nhiên đúng là vậy, nó vốn khởi nguồn từ ít nhất là từ trong các cái thư tịch, trong các cái thánh kinh vân vân này nọ của cổ Phê Đà. Rồi sau đó thì mật tông được lưu hành trong tầng lớp dân gian. Và trong quá trình phát triển trường kỳ, Phật giáo đã dần dần thâm nhập vào tín ngưỡng dân gian. Đó, cái việc mà Phật giáo mà không thâm nhập vào tín ngưỡng dân gian thì kính thưa quý vị, Phật giáo đứng độc lập riêng là Phật giáo không tồn tại được thôi. Đi bất cứ nơi đâu vậy, dứt khoát phải tồn tại trong tín ngưỡng dân gian. Và rồi chịu ảnh hưởng của mật pháp chủ thuật. Đây, Phật giáo từ cái việc mà hồi mới đầu hình thành hình thức của Phật giáo thì quý vị thấy là dần khi thâm nhập vào tín ngưỡng dân gian, thì quý vị thấy tín ngưỡng dân gian Ấn Độ đương thời có các tôn giáo, ví dụ như là Bà La Môn, ví dụ Ấn Độ giáo, thì thậm chí có Hồi giáo. Thì quý vị thấy đó, một số các cái tôn giáo hiện hữu đương thời. Thì khi mà Phật giáo thâm nhập vào tín ngưỡng dân gian thì bắt buộc phải đụng chạm, phải cọ sát với cái gì, với các tín ngưỡng dân gian và với các tôn giáo đang tồn tại hiện tại bây giờ đương thời, đúng không? Chính vì thế cho nên đã chịu ảnh hưởng của mật pháp chủ thuật đó. Điều này không thể nào tránh khỏi, đã chịu ảnh hưởng của mật pháp chủ thuật và tạo thành công dụng để bảo vệ giáo đồ. Đấy, khi mà họ đến về tôn giáo thì rõ ràng rằng là phải có cái tín đồ Phật, cái tín đồ của họ. Thì trong các cái kinh điển mà của các cái giáo phái thì thế nào cũng có những cái phương thức hành trì, phương thức để bảo vệ vân vân này nọ. Thì từ đó, thì dù như bây giờ quý vị bị đau bệnh, quý vị bị cái này cái nọ, cái mà hình thức mà gọi là cầu nguyện nó vô cùng quan trọng.
Nếu không có cầu nguyện á, thì quý vị biết rằng là cái sự hiện hữu của tôn giáo không có đâu. Cho nên cái năng lượng của cầu nguyện rất quan trọng. Thì dù quý vị tin tưởng vào Ngài Quan Âm, có việc chứ quý vị ra cầu Ngài Quan Âm, cái việc mà nó linh nghiệm hiện ấy hay không, việc đó mình để qua bếp. Nhưng ít nhất thông qua cái thông qua những các kinh điển có dạy, thì dù trong kinh Quan Âm nói là người nào mà thành tâm tri tụng thì Ngài sẽ đến, Ngài giúp đỡ, Ngài sẽ đến giúp cho tất cả những tai nạn tật bệnh tiêu trừ vân vân nơi nào. Hay thậm chí cầu sanh con trai thì sanh được con trai, cầu sanh con gái sanh được con gái, và thậm chí đương nhiên Ngài hóa hiện nhiều thân, quý vị thấy đấy, Ngài hóa hiện rất nhiều thân ở thế giới này, có thân hình nào Ngài hóa hiện, thậm chí là hóa hiện luôn cả những cái con súc vật nữa để mà giúp hóa độ, bởi vì là cái vị đó nó hợp với một trường hợp nào đó, Ngài sẵn sàng Ngài hóa hiện, quý vị thấy đấy, nó diệu dụng như vậy đó. Cho nên Phật pháp bao giờ đi vào trong thế gian pháp để tồn tại, thì hình thức của các ngài đi vào gọi là nhập thế để mà hóa độ, đó là một cái điều mà đương nhiên rồi. Cho nên quý vị thấy rằng là khi mà Phật giáo đến với tiếp xúc với các tôn giáo thì rõ ràng rằng là cái mật chú, quý vị thấy đó, là một cái hình thức để bảo vệ giáo đồ. Ví dụ như có, ví dụ quý vị thấy đó, cái gọi là thân hồi mới đầu khi chúng ta học đó, về những cái cấu thần chủ, tức là Parita ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, ví dụ có cái cấu thần chủ rắn cắn, quý vị nhớ không? Nhớ cấu thần chủ rắn cắn không? Trong này có dài mà, đó, bây giờ quên rồi. Hồi mới cấu thần chủ rắn cắn, thì ví dụ như một hôm có vì đó đang ngồi thiền định như thế này, thì có con rắn nó cắn ngay, thì lúc đó cái vị tỳ kheo người kia mình vào thưa bạch Đức Thế Tôn, dạ thưa ngài, có cái vị đệ tử của ngài đang hành thiền mà bị con rắn nó cắn, thì bây giờ như thế nào? Ngài mới dạy rằng phải tri tùng câu thần chủ này, cái câu hồ chủ là Parita, ngày xưa còn chưa dùng từ thần chủ, cái buổi ban đầu chưa dùng từ thần chủ, quý vị nhớ như vậy. Những từ thân chủ nhân dân sau này Phật giáo Đại Thừa mà dùng, Phật giáo Mật Tông đặc biệt dùng, tỷ dụ Dharani, tỷ dụ như Mantra, vân vân, những từ đó là sau này của Mật giáo hết, Mật giáo dùng cả, Phật giáo Đại Thừa dùng. Chứ còn hồi mới đầu và ngay cả bây giờ những câu thân chủ, mình chưa dùng chữ thân chủ mà những câu chú mà của Phật giáo Nguyên Thủy, thì kính thưa quý vị phải nhớ giúp cho thầy, đó là Parita. Mà trong cái ngôn ngữ mà tiếng Hán người ta dịch đó là hồ chủ. Tất nhiên là những câu chú mà giúp đỡ cho mình, bảo vệ cho mình. Đó, thì tỷ dụ như là nói chuyện rắn cắn. Câu chuyện đó là một câu chuyện rất thực tế, ngay từ buổi bắt đầu. Bởi vậy cho nên các đệ tử bị cái bình hoàng, bị tỷ dụ bị bệnh nhức đầu, hay là tỷ dụ bị rắn cắn, ngài đương nhiên ngài có cái cách để mà trị. Thời xưa thầy hỏi quý vị làm sao có thuốc để trị rắn cắn đấy. Đó, còn làm sao có thuốc để trị nhức đầu. Bởi vậy cho nên ngày xưa là chỉ các vị tu sĩ họ tu trong rừng, nó có cái lý của nó. Ở trong rừng thiên nước độc đó, thì gì? Có những loài cây cỏ mà những thứ đó là thuốc trị bệnh. Cho nên các ngài có rất nhiều vị, họ rất giỏi về thuốc bắc, rất giỏi về thuốc nam. Các ngài rất giỏi về cây cỏ. Chỉ cần thầy nhớ ngày xưa khi thầy ở trên Đà Nẵng, là quý vị biết rằng là khi nào đi vào rừng hết, mà đi vào rừng gặp mấy người dân tộc, quý vị biết họ khốn lắm. Chứ đâu phải là mình tưởng người dân tộc là họ không văn minh đâu, không, họ văn minh lắm. Quý vị biết là họ bị một cái gì thôi. Tự dù như là thầy đi cùng đi làm ruộng với mấy người dân tộc đó, thì khi mà họ đào cái cuốc, tự nhiên máu chạy, là họ đi kiếm cái gì đó, họ bảo họ nhai mấy cái, họ gắn vào đây cái cầm máu liền, thấy không? Thì từ đó người Việt mình, người dân mình học cái loài đó chứ, đúng không? Cho nên quý vị thấy là ngay cả trong những cái rừng rậm của châu Phi này, nó là rất là nhiều loài thuốc mà cả cái vị người ta gọi là những vị đó là những cái ông thầy chủ thuật, những ông Shaman đó là những vị thầy chủ thuật, thì những vị đó là họ nắm cái quyền năng về các loài cỏ cây đó, có cái gì là họ biết liền, họ biểu đi hại ngọn đó, họ biểu đi hại ngọn kia, quý vị thấy. Cho nên vì vậy mà
Các ngài ngày xưa, các ngài ở trong rừng núi, đương nhiên tách biệt với thế gian để tu tập đó làm phân. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là ngày xưa cái truyền thuốc mén nó hiếm, nhưng mà nhờ cái trí tuệ của các ngài biết hết. Cho nên phải nói rằng là dân dân sau này mình chuyên về y học nhiều, cho nên mình đôi khi mình quên cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự cho đến bây giờ cũng có nhiều vị, có nhiều vị phải nói rằng là họ rất là giỏi, các ngài rất giỏi, thế gian cũng vậy, mà xuất thế gian cũng vậy. Thầy nhớ sư phụ của thầy ngày xưa, ngài quý vị biết chuyên về gì, chấm cứu, đó cũng là một hình thức để cứu độ chúng sanh. Có những vị họ mù mắt, có những vị họ lưng họ con rồi, họ không giúp dịch được nữa, mà có tiếng nữa, trời ơi chấm cái lần sáng mắt à. Ô phải nói rằng, nhưng mà quý vị nhớ cái người xuất gia, các người ngày người tài gia, một điểm quan trọng, người tài gia các vị cư sĩ thì họ dùng chấm cứu đó, họ chỉ biết ý thuật và cách để chấm. Còn người xuất gia nó khác, một điểm quan trọng đó là gì? Khi họ chấm, họ dùng cái định lực để chấm, định lực tu tập. Và chính cái năng lực định đó nó giúp đột phá đúng ngay cái huyệt đó. Và càng mạnh chừng nào thì cái sức mà chữa trị nó rất là có công hiệu. Hay ở chỗ đó, đó. Mà thầy chứng kiến rõ ràng đó. Mà ngày xưa làm gì mà có những cái kim nó tốt đó thưa quý vị. Cái kim nó đuôi lui đuôi tưới đuôi lắm, đấm vô nó cũng đã đau rồi. Thế đó mà làm sao mà chữa bệnh được? Cái đó phải nhờ cái năng lực của vị thầy. Đó, thì những vị xuất gia khi mà họ khi vào những cái trường hợp mà khó khăn thì đương nhiên các ngài sẽ dùng cái cách để mà những hình thức nào đó mà có sẵn trong cái môi trường của mình để có thể là cứu dân độ thế. Cho nên người dân họ tập trung về, cứ tối lại là thầy thấy là người dân họ tập trung về đống lắm. Bên cạnh ruộng vườn biểu chiêu tội là tập trung tới đây làm chi, nhờ ngài có những chấm cứu hết bệnh nổi tiếng lắm chứ phải vì thế. Cho nên là cũng có khá nhiều thời buổi này, khá nhiều các vị tu sĩ của mình đi học những cái đó để chữa trị. Trở lại vấn đề, thêm muốn nói rằng là đối với cái khi mà Phật giáo đến với thế gian thì quý vị thấy rằng là nó đòi hỏi có cần phải nhiều cái phương tiện để hóa độ. Mà một trong những cái mà quý vị thấy rằng đó, đó là những cái phương pháp chủ thuật. Cho nên vì vậy mà các vị đã dùng những cái đó để bảo vệ giáo đồ, rồi thì tiêu trừ tai chướng. Cho nên là vì xưa nay người ta gọi, thông thường người ta gọi đó là tạp mật. Bây giờ đây thầy mời quý vị có cái phần mà gọi là chủ giải phía sau. Quý vị phải nên học những phần này để hiểu rõ rằng tạp mật nó là cái gì, tạp mật và thuần mật nó là cái gì. Và rồi thì tạp mật có mặt trước hay là sau thuần mật. Đó, chúng ta đã học về mật cái tông này, đã học về những cái cốt lõi của nó thì quý vị phải hiểu rất rõ. Hiểu rất rõ khi người ta hỏi rằng là tạp mật là cái gì, và rồi thì tạp mật và thuần mật, cái nào trước, cái nào sau, quý vị phải trả lời rõ ràng. Đó. Còn phần chủ giải phía sau, tạp mật. Trang 378. Dạ, thưa quý vị, tạp mật hay còn gọi là sư tục, sư bộ, sợ tác, đắc đắc la, là một chi phần của mật giáo. Đây, trước hết chúng ta phải biết tạp mật là một chi phần của mật giáo. À, và cũng là một dòng phái mật tông phát triển sớm nhất của Phật giáo. Có nghĩa rằng là đối với mật tông á, thì tạp mật phát triển sớm nhất. Tất nhiên là tạp mật có mặt trước rồi thuần mật có mặt sau. Quý vị nhớ giúp cho thầy điều này. Có mặt trước. Tạp mật nghĩa là mật pháp không thuần túy hoặc không có hệ thống. Đây, chúng ta hiểu rất rõ. Tạp có nghĩa là tạp nhạp, đủ thứ cả. Cho nên nó không mang tính thuần túy. Và vì vậy, và bên cạnh đó, nó chưa hình thành một hệ thống rõ ràng. Có nghĩa đối với tôn giáo và các cái tông phái thì quý vị nhớ giúp cho là thứ nhất là họ có một cái hệ thống giáo lý rõ ràng. Còn cái tạp mật này là mới ban đầu, cho nên vì vậy buổi ban đầu người ta chưa gọi tạp mật là mật tông. Nhớ giúp cho thầy điều này. Đó. Cho nên vì vậy tạp mật là một cái hình thức mà được phát triển đầu tiên, hình thành đầu tiên ở trong Phật giáo. Và đây là không thuần túy và không có hệ thống. Trong Phật giáo Hán truyền, mật tông được phân thành hai hệ thống lớn, đó là thuần mật và tạp mật.
Cho nên người, khi người ta họ, họ có thể hỏi quý vị đó, thế thì trong mật tông á có mấy cái hệ thống, thì quý vị phải trả lời là có hai hệ thống, tạp mật và thuần mật. Trong khoảng niên hiệu khai nguyên nhà Đường, sau khi khai nguyên tám đại sĩ là ba vị đại sĩ thời nhà Nguyên, thời khai nguyên là Thiền Vô Úy, Kim Cương Trĩ và Bất Không, dịch xong hai bộ mật tục của Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới, hai bộ này được gọi là thuần mật. Có nghĩa là sau khi hai ba ngày này dịch xong hai bộ này ấy, thì lúc bấy giờ mới gọi là thuần mật. Còn hồi mới đầu khi hai cái bộ này chưa được dịch ấy, thì quý vị nhớ là chưa được gọi là thuần mật. Đó, nó có những cái thời khắc đàng hoàng, quý vị nhớ ấy. Đó. Có nghĩa rằng là mãi cho đến thế kỷ thứ 8 kia thì mật giáo mới được gọi là thuần mật. Đối với thuần mật, tất cả các kinh điển như chủ ngữ của mật giáo vốn trước đây chưa dịch ra thì đều gọi là tạp mật. Đây cũng là một định nghĩa của tạp mật. Có nghĩa là các kinh điển của mật giáo và các chủ ngữ mà chưa được dịch ra thì những phần đó được gọi là tạp mật. Còn một khi mà được dịch ra rồi thì được gọi là thuần mật. Điểm sai biệt lớn nhất giữa kinh điển của thuần mật và tạp mật, đây quý vị để ý cho thầy phần này. Điểm sai biệt lớn nhất của kinh điển thuần mật và tạp mật đó là giáo chủ của hai cái hệ thống này khác nhau. Giáo chủ của các kinh điển tạp mật là Đức Thích Ca Mâu Ni. Còn kinh điển của thuần mật thì lấy Đức Đại Nhật Như Lai làm giáo chủ. Đây, hai điểm khác nhau đó. Tạp mật bộ có nội dung phần lớn là các nghi quỷ, các chú ngữ để cúng tế lửa, giảng giải nghiên cứu thần thông và xua đuổi quỷ thần. Thiếu nghĩa lý cao sâu là hình thức sớm nhất của mật tông. Đó. Như vậy ấy, là chúng ta thấy rằng là kinh điển tạp mật bộ có nội dung phần lớn đó là các nghi quỷ, tức là những hình thức để thực hành nghi lễ đó. Đó. Rồi thì các cái câu thần chú, rồi cái các hình thức cũng tế lửa, rồi những giảng giải nghiên cứu về gì, về thần thông và số đuổi quỷ thần vân vân. Tuy nhiên nó lại thiếu về nghĩa lý cao sâu, và đây là một hình thức sớm nhất của mật tông. Sau khi hai bộ mật tục Thái Tạng Giới và Kim Cương Giới xuất hiện thì địa vị của tạp mật dần dần bị thay thế. Nội dung của tạp mật vô cùng phong phú, bao quát cả cầu phước, cầu mưa, trị bệnh, giúp gia đình yên ổn, chấm dứt tai họa, cho đến xua đuổi quỷ thần, bùa yểm kẻ địch, bao la vạn tượng. Như vậy thì quý vị thấy đã để ý một phần, tỷ dụ như ai mà dùng bùa chú để bùa yểm cái người khác là thấy là hẳn đúng rồi đó, là thuộc loại tạp mật đó. À. Tạp mật có những điểm tương tự và tương quan với Bà La Môn giáo truyền thống của Ấn Độ, Đạo giáo truyền thống Trung Quốc. Đây, quý vị thấy không? Khi mà mật giáo đến Trung Hoa, nó gặp gỡ cái gì? Gặp gỡ hình thức của đạo giáo. Cho nên cái hình thức mà của đạo giáo thì tự nhiên là được lồng vào ở trong tạp mật. Rồi nó hợp với cái gì? Đạo bón của Tây Tạng. Quý vị biết, chúng ta học về Phật giáo Tây Tạng rồi. Đạo bón là một đạo gốc. Đạo nó thống ngự cái người Tây Tạng trước khi Phật giáo được truyền vào. Nhưng mà vì sao mà mật giáo đến Tây Tạng là được công nhận liền? Trong lúc đó quý vị biết, trước khi mà mật giáo được truyền đến là Phật giáo Trung Hoa, Thiền Tông đã được truyền đến rồi, đúng không? Chúng ta đã học rồi. Có một sự gọi là cuộc luận tranh giữa cái Thiền Tông và Mật Tông. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là nhà vua tuyên bố rằng từ nay trở đi đất nước này chọn cái mật giáo làm Phật giáo chính thống. Đó. Vì cái gì quý vị biết không? Vì cái đạo gốc là đạo bón, nó hợp với cái tạp mật. Đó. Mà nó hợp á thì người ta mới công nhận, còn không hợp á đôi khi người ta họ mời đi họ, hoặc là không chấp nhận. À, nó cho nên á, cái đạo dân gian đôi khi á nó có những cái ảnh hưởng và nó có những cái vai trò quyết định trong cái việc mà Phật giáo tồn tại hay không. Cho nên vì vậy ở nơi đây người ta cho biết rằng á,
là Tạp Mực có những điểm tương tự với chị Bà La Môn giáo truyền thống của Ấn Độ. Đó là lý do vì sao quý vị biết không? Sau này Tạp Mực nó lấy toàn phần lớn là những hình thức của tụi Bà La Môn giáo không à? Rồi thì nó hợp với đạo giáo truyền thống Trung Hoa, hợp với đạo Bón của Tây Tạng, rồi thậm chí là hợp với Sa Mang, đạo Sa Mang tức Tạc Mạn giáo của Trung Á. Cho nên quý vị thấy không? Khi mà Tạp Mực này truyền đến Miến Điện đó, thì coi như là đạo này nó phát triển mạnh. Chủ ngữ và nghi thức của Tạp Mực đã tồn tại vào thời kỳ Bồ giáo Phật giáo, Bồ phái Phật giáo, như trong kinh điển của Pháp Tạng Bộ đã lập một riêng một phần về chủ thuật. Tạp Mực được tìm thấy sớm nhất trong Ma Đăng Già Kinh do Trúc Luật Viên dịch vào năm 230. Đó. Như vậy quý vị thấy rằng là ngay ở trong kinh Ma Đăng Già đầu tiên á, thì đã có những chủ thuật của Tạp Mực này rồi. Rồi thì Hóa Tích Đà La Na Đà La Ni Thần Chủ Kinh do Chí Khiêm dịch, Vô Lượng Môn Vi Mật Trì Kinh, Kim Quang Minh Tội Thẳng Vương Kinh, vân vân. Ngài Trúc Pháp Hồ cho đến Ngài Đàm Vô Sẩm sau này cũng bắt đầu lấy kinh điển của Tạp Mực dịch tại Trung Quốc. Người đời sau chế Tạp Mực thành ba bộ. Đây quý vị thấy bây giờ đây trong Tạp Mực có ba bộ. Thứ nhất là Phật Bộ, lấy Đức Thích Ca Mâu Ni làm đấng chủ tôn của bộ, Bồ Tát Văn Thù là bộ chủ. Thứ hai là Liên Hoa Bộ, là lấy Đức Phật A Di Đà là đấng chủ tôn của bộ, Bồ Tát Quán Thế Âm là bộ chủ. Rồi kế đến là thứ ba là Kim Cương Bộ, thì lấy Đức Bất Đồng Như Lai là đấng chủ tôn của bộ, Bồ Tát Kim Cương Thủ là bộ chủ. Kinh điển của Tạp Mực là gì? Trì Minh Chủ Tạng, tức là Kim Cương Đại Đạo Tràng Kinh, có 10 vạn bài tụng, do A Địa Cù Đa đã dịch vào thời nhà Đường, tên là Đà La Ni Tập Kinh, 12 quyển. Như vậy quý vị thấy là kinh điển chủ yếu của Tạp Mực đâu phải là chí, đâu phải là coi như là Đại Nhật Kinh đâu, đúng không? Mà nơi đây họ nói rất rõ là Trì Minh Chủ Tạng Kinh đấy. Đó. Như vậy khi mà quý vị so sánh Tạp Mực với Thông Mật, quý vị sẽ thấy nó hoàn toàn khác nhau. Đó. Thì trở lại vấn đề thầy muốn nói rằng là trong quá trình phát triển trương kỳ Phật giáo thì Phật giáo đã thâm nhập tín ngưỡng dân gian, rồi chịu ảnh hưởng mật pháp chủ thuật, tạo thành công dụng bảo vệ giáo đồ, tiêu tai trừ chướng. Và xưa nay tất cả những hình thức đó thông thường người ta gọi đó là Tạp Mực. Mật tông lấy các vị thần xưa nay ở trong Phề Đà dùng phương thức thay đổi mà tổ chức làm mới Phật giáo. Từ đó phát triển khá nhiều, phát hiện ra khá nhiều vị thần Minh Vương, Bồ Tát, Chư Thiên và Chân Ngôn Chủ Ngữ. Thế thì bây giờ trở lại, lần trước có nói đến Minh Vương, do vì ảnh hưởng của là cái Bà La Môn giáo ở trong Phề Đà này nọ mà xuất hiện các Minh Vương giận dữ rồi này nọ đó. Thì bây giờ đây chúng ta học về Minh Vương. Tiếp theo cái phần chủ giải vừa rồi, Minh Vương còn gọi là Trì Minh Vương, Phật Nộ Tôn. Phật Nộ Tôn là cái đấng mà phẫn nộ giận dữ đó. Uy Nộ Tôn là đấng mà giận dữ rất là uy hùng. Minh là trí tuệ sáng suốt, chiếu phá tội tâm ngũ tối, tức chỉ cho là Chân Ngôn Đà La Ni. Về mặt văn pháp thì phàn ngữ Vidya Raja là danh từ nam tánh, còn danh từ nữ tánh là Vidya Rajni, tức gọi là Minh Phi. Như vậy nam tánh là Minh Vương mà nữ tánh là Minh Phi, quý vị để cho thầy. Đó. Tỷ dụ như cả câu Chân Ngôn là hư không tàng chuyện Minh Phi, vô năng thẳng Minh Phi, vân vân. Đó là những câu mà dành cho mấy cái vị Minh Phi, mấy vị nữ. Đó. Thì Minh Vương ở đây nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chỉ cho vua của Chân Ngôn Đà La Ni, như Phật đặt nhất từ Chân Ngôn là Minh Vương của Phật Bộ. Đó là nghĩa thứ nhất, là chỉ cho gì? Chỉ cho vua của Chân Ngôn Đà La Ni. Minh Vương thứ hai nghĩa là chỉ cho vị Minh Vương gọi chung, như Hàng Tam Thế Minh Vương là một trong chư tôn của Mật giáo.
Hàng tám thể minh vương là chúng sanh giáo hóa, khó điều phục, hiện hiện tướng dần dự. Đây quý vị thấy đấy. Do vì chúng sanh giáo hóa khó quá. Bây giờ quý vị thấy, ở trong cái phần mà gọi là khí mà chúng ta cũng thi thật có hôn, thì có cái ngài tiêu diện, khuôn mặt dần dự, lưỡi le đó. Mà ngài đó là gì quý vị biết không? Là hóa thân của ngài Thích Ca, à ngài Quan Âm. Hóa thân của ngài Quan Âm mới hay chứ. Ồ, cho nên vì vậy mà quý vị thấy, mà thường á, là người ta gọi cô hồn, mà cô hồn là các đặng, ôi trời dữ lắm. Bởi vì đó là quầy phá dữ lắm. Thích các vị về á, thì bây giờ phải có cái vị nào để mà coi như là, thứ nhất là chế ngự các vị đó, thứ hai hàng phục các vị đó. Thì ngài Quan Âm ngài mới hiện ra, thì hiện ra cái ngài tiêu diện đó chứ. Tiêu diện là tiêu là chi, bốc lửa. Diện là khuôn mặt. Khuôn mặt khi nào nó bốc lửa, bốc lửa dần dữ hung tợn, lưỡi lè ra đó. Thì với cái hình thức như vậy đó, thì quý vị thấy rằng là mới có thể hàng phục được. Cho nên ấy, những vị mà minh vương như vậy ấy, thì quý vị thấy rằng là ví dụ như hàng tám thể minh vương là chúng sanh để giáo hóa mà khó điều phục, hiện hiện cái tướng dần dữ. Trong ba loại luân thân thì vị này chỉ cho giáo lình luân thân hiện hiện ra nhờ đại trí của Như Lai. Về mặt văn pháp thì đấy thuộc về chân ngôn Nam Tạng. Vì loại này có uy lực, có thể phá tan các nạn, cho nên gọi là minh vương. Còn Phật Nhãn Minh Phi thì hiện tướng người nữ, nhiếp thọ chúng sanh, biểu thị cái chân ngôn nữ tánh, có đủ công đức dịu dàng nên gọi là minh phi. À, thì quý vị thấy, người nữ cho nên là dịu dàng chứ không dần dự được. Đó là vậy đó. Ngoài ra do vì về mặt văn phạm thì chân ngôn có hai thanh nam và nữ, nên chủ của minh có hai thần nam và nữ, từ đó đầy đủ công năng của hai cảnh cửa hàng phục và nhiếp thọ. Tất nhiên các vị này á, khi mà hiện ra những hình tượng của các vị này á, thì họ các ngài thực hiện hai cái công năng, thứ nhất là hàng phục, thứ hai là nhiếp thọ, thâu nhiếp lại. Trong mật giáo, vấn thọ sắc lệnh của Như Lai vì nhiếp triều chúng sanh mà thì hiện hình dần dự. Ngoài hàng tám thể minh vương ra còn có các ngài, tỷ dụ như là mã đầu, bất đồng, ái nhiệm, quân đồ lợi, đại úy đức, đại luân, bồ trịch, kim cương già xoa, vô năng thẳng, đại nguyên soái, vân vân. Những vị này đều gọi là minh vương. Thì khi quý vị học những phần này rồi, quý vị mới hiểu được rằng là tỷ dụ như người ta họ nói là bất đồng minh vương, tỷ dụ cả người ta dùng một từ là ái nhiệm minh vương, hoặc là đại luân minh vương, hoặc là đại nguyên soái minh vương, quý vị mới biết được rằng đây là những vị mà hiện người thân hình ra để mà nhiếp phục và hàng phục và nhiếp thọ chúng sanh. Còn nếu thêm vào trong đó thì bất đồng, hàng tám thể, quân đồ lợi, đại úy đức, kim cương già xoa được gọi là ngũ đại minh vương, năm vị minh vương lớn đó. Còn nếu thêm vào ngài mã đầu, ngài đại luân, bồ trịch thì gọi là bát đại minh vương, tức nghĩa tám vị minh vương. Lại trong các vị minh vương như mã đầu minh vương là tên của vị Bồ Tát đó. Còn những vị khác như là kim cương già xoa, đại nguyên soái, bất đồng vân vân thì phần nhiều chỉ cho già xoa. À, riêng trong Tô Bà Hô Đồng Tự Thịnh Vận Kinh quyển hạ có nêu ra tám vị minh phi thuộc Liên Hoa Bộ, tất nhiên là những vị minh vương nữ đó thuộc Liên Hoa Bộ, gồm có Mục Tình Minh Phi, Diệu Bạch Minh Phi, Cứ Bạch Minh Phi, Quảng Thể Minh Phi, Độc Kệ Minh Phi, Kim Nhan Minh Phi, Dánh Lời Xưng Minh Phi, Bỉ Rì Câu Chi Minh Phi, vân vân. Đó, như vậy bây giờ chúng ta biết được rằng là ít nhất là minh vương là những vị mà thì hiện cái thân hình ra. Thì hiện cái thân hình ra để mà hàng phục và nhiếp thọ chúng sanh, mà những vị chúng sanh gọi là những vị mà gọi là cán cường khó điều phục, cứng đầu cứng cổ. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần gọi là cái phần tất nhiên là phần đầu tổng kết.
Thế thì trở lại vấn đề là Mật Tông lại các vị thần xưa nay trong Phệ Đà dùng phương thức thay đổi mà tổ chức làm mới Phật giáo, từ đó xuất hiện các vị thần minh vương. Đó, quý vị thấy nó hay ở chỗ đó, để làm mới nó đi. Rồi các vị Bồ Tát, chư thiên, chân ngôn chủ ngữ. Vì vậy trong các kinh điển Đại Thừa hậu kỳ xuất hiện loại kinh điển lấy Đà La Ni làm chủ. Còn trong kinh tạng cũng giống như Luật Tạng tiếng Pali có kinh điển thuyết về kệ hồ thân, tức như là Parita đó. Phật giáo đồ các nước như Tích Lan, Miễn Điện v.v. lấy kinh điển này biên tập, gọi đó là Minh Hồ Kinh, Parita hoặc là Hồ Chủ đó. Cho đến nay vẫn được truyền tụng liên tục. Lại như có Đại Hồi Kinh Thâu Lục trong Trường A Hàm là kinh điển cho biết Đức Phật nói rõ danh xưng, cũng giống như đặc trưng của các vị thiên thần đến nghe pháp. Những kinh điển này được xem như là đầu nguồn của Đà La Ni và Mạng Đà La của Mật giáo. Đó. Sau đó đến khoảng trước 6 thế kỷ thứ tư bắt đầu xuất hiện kinh gọi là Phật Mậu Đài Khổng Tước Minh Vương Kinh. Đến thế kỷ thứ tư mà xuất hiện kinh này, quý vị thấy. Và kinh này còn gọi là Khổng Tước Minh Vương Kinh. Đây là một kinh điển độc lập chuyên thiết về chủ pháp. Và trong kinh này, quý vị nhớ cho thầy, kinh điển độc lập chuyên thuyết về chủ pháp. Có nghĩa là toàn bộ trong kinh này, toàn bộ đều là các câu thần chủ thôi. Và trong kinh này cho rằng miệng niệm chân ngôn, nội tâm thống nhất, kiến lập đàn tràng bằng đất vuông tròn, cúng dường các đấng chủ tôn, nghiêm cẩn tu trì nghi lễ, thì có thể sanh ra công đức không thể nghĩ bàn. Đến hầu bản thế kỷ thứ bảy, thế kỷ thứ tư là xuất hiện Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương chuyên thuyết với tất cả các chủ pháp. Đến hậu bản thế kỷ thứ bảy, Phật giáo Ấn Độ bước vào thời kỳ cực thịnh. Đã có kính giáo, có nghi quỷ. Mật giáo đúng nghĩa mới bắt đầu triển khai lấy chân ngôn Đà La Ni làm trung tâm và làm tăng thêm lợi ích cho triết học Phật giáo Đại Thừa. Bắt đầu thiết lập cơ sở vững chắc. Đây được gọi là Mật Tông Thuần Túy hay là Thuần Mật. Quý vị đấy đấy. Trước kia, trước thế kỷ thứ bảy, thì đó được gọi là tạp mật thôi, chưa được gọi là Mật Tông Thuần Túy. Bởi vì á, nó chưa có cả cái kinh giáo, chưa có nghi quỷ và chưa có một cái hệ thống rõ ràng. Và cái Mật Tông Thuần Túy này đã lấy Đại Tỳ Lô Giả Na thành Phật Thần Biện Gia Trì Kinh, hay được gọi là Đại Nhật Kinh, Kim Cương Đảnh Kinh làm chủ. Quý vị thấy hồi nãy chúng ta học mà cái thấy tạp mật là lấy kinh khác làm chủ đúng không? Bây giờ đây thuần mật lại hai, lấy hai kinh, thứ nhất là Đại Nhật Kinh, thứ hai là Kim Cương Đảnh Kinh làm chủ. Cho nên họ có một hệ thống rõ ra. Và nếu đã như vậy thì quý vị thấy đó. Thứ nhất là bên thuần mật là tôn thờ ngài Đại Nhật Như Lai đúng không? Và lấy kinh này để mà hành trì. Cho nên cái phương thức hành trì và cái cách mà chứng đạt vân vân này nó khác chứ, đúng không? Hoàn toàn khác à. Tí dụ đi con đường này thì gặp gặp cảnh này, gặp phương thức nọ. Nhưng mà đi con đường này nó gặp cái cảnh khác chứ, đúng không? Chúng ta sẽ có một cái kết quả khác. Đó. Cho nên vì vậy mà hai bên nó khác nhau. Vào hậu bản thế kỷ thứ bảy, Đại Nhật Kinh vốn được thành lập tại Trung Ấn đã lấy các đấng chủ tôn được thuyết trong kinh điển của Tạp Mật, chọn Đức Đại Nhật Như Lai làm trung tâm, hình thành hệ thống gọi là Thái Tàng Giới Mạng Đà La. Đây, cái điều thú vị là chỉ quý vị biết không? Là ngay cả trong Thuần Mật và ngay trong Đại Nhật Kinh đã lấy các vị chủ tôn ở trong Tạp Mật dung hòa hết. Nếu mà không chọn cái vị mà ở trong tạm mật tôn thờ, mà lại là chọn Ngài Đại Nhật Như Lai. Bởi vậy cho nên họ hình thành đến một cái hệ thống được gọi là Thái Tàng Giới Mạng Đà La, hay là Đại Bi Thái Tàng Sanh Mạng Đà La. Bây giờ thầy mời quý vị tiếp theo một phần nữa, đó là chúng ta xem có thử Thái Tàng Giới Mạng Đà La là cái gì. Những phần này rất quan trọng đối với Mật Tông.
Quý vị phải hiểu rất rõ những cái này. Đó là cái phần chủ giải số 3. Thái Tạng giới Mandala hay được gọi gọi đủ đó là Đại Bi Thái Tạng Sanh Mandala, là một trong lượng giới Mandala của Mật giáo. Đó. Gọi tắt là Thái Tạng Mandala, Đại Bi Mandala. Đối với Kim Cương giới Mandala, quý vị biết rằng là trong Mật tông á, thì có hai cái loại Mandala nổi tiếng. Cái việc thứ nhất là Thái Tạng giới Mandala, thứ hai là Kim Cương giới Mandala. Những vị sáng nhà đường, tỷ dụ là những vị tu sĩ các cái tông phái khác, tỷ dụ như ngay cả Nhật Bản hoặc các nước mà sang bên Trung Hoa để mà thọ pháp với các vị đại sứ mật tông, thì quý vị biết không? Hoặc là cái Mandala này hoặc Mandala kia mới được truyền trao cho. Chưa có ai được truyền trao cả hai loại này. Chưa có ai được truyền trao cả Thái Tạng giới và Kim Cương giới. Chỉ có một vị duy nhất quý vị để cho, đó là Ngài Không Hại Đại Sư. Ngài Không Hại Đại Sư được truyền trao cho cả Thái Tạng giới Mandala và luôn cả Kim Cương giới Mandala. Và Ngài được xem như là một vị tổ kế thừa. Đó. Ở đây chúng ta thấy như thế này, thì Thái Tạng giới Mandala hay còn gọi tắt đó là Thái Tạng Mandala, Đại Mi Mandala. Đối với Kim Cương giới Mandala mà nói thì Thái Tạng giới Mandala còn được gọi là Nhân Mandala, Đống Mandala, Lý Mandala, Thái Tạng, nghĩa là Đại Bi. Bây giờ cái chữ Mandala hay Mandola nó có nghĩa là gì? Lâu nay chúng ta thấy rằng là các ngài Tây Tạng, các ngài làm các Mandala này nọ, thì nơi đây nó có nghĩa này, đó là phát sanh chư Phật, là vì cùng tột không sánh được, hay là vòng tròn đầy đủ. Thái Tạng mà giới Mandala là loài Mandala lớn vốn sanh ra từ tấm địa Đại Bi Thái Tạng bình đẳng của Đức Tỳ Lô Giả Na Như Lai. Bây giờ quý vị hiểu rồi đó. Cho nên phải nói rằng là Thái Tạng giới Mandala rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Bởi vì đó là cái gì? Thái Tạng giới Mandala là một loài Mandala vốn sanh ra từ tấm địa Đại Bi Thái Tạng bình đẳng của Đức Tỳ Lô Giả Na Như Lai. Thái Tạng giới Mandala được kiến lập căn cứ vào thuyết của phẩm Cù Duyên trong Đại Nhật Kinh, rồi Đại Nhật Kinh Sở bổ sung thêm, cho nên xưa nay gọi đây là Kinh Sở Mandala. Lấy phía trên đồ hình là phương đông mà phân chia thì nó có một số các cái hình thức như thế này. Thứ nhất là Trung Đại Bát Diệp Viện, Đức Đại Nhật Như Lai ngự giữa đài đó, bốn vị Phật khác như là Ngài Vô Lượng Thọ, Ngài Bảo Tràng, Ngài Khai Phú Hoa, Ngài Thiên Cổ và bốn Bồ Tát là Văn Thù, Quan Âm, Di Lặc, Phổ Hiền ngự nơi tám cánh sen. Như vậy tổng cộng có 8 vị. 8 cánh hoa sen thể hiện 8 tâm chúng sanh, là chữ A vốn không sanh, hiện bày lý chúng sanh đều có Phật tánh. Viện này là tổng thể của Thái Tạng Mandala, còn các viện khác là đức riêng của viện này. Vì thế cho nên viện này là gì? Ngài Đại Nhật Như Lai ngự ở giữa. Kế đến viện thứ hai đó là Biển Tri Viện. Biển Tri Viện còn gọi là Phật Mẫu Viện, nằm ở phương trên của Trung Đại Bạc Diệm Viện, có nghĩa nằm phía trên. Có 7 vị, đó là 7 vị Phật, là Phật Nhãn, Phật Mẫu, vân vân. Viện này thể hiện đức là biết cùng khắp của chư Phật và đức có thể sanh của các ngài. Thứ ba là Quan Âm Viện, là nằm ở phương bắc của Trung Đại Bạc Diệp Viện, có 37 vị như là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân. Viện này thể hiện đức Đại Bi của Như Lai. Thứ tư là Kim Cương Thụ Viện, còn gọi là Tác Đọa Viện, nằm ở phương nam của Trung Đại Bạc Diệm Viện, có 33 vị như Hư Không Vô Cấu Luân Trì Kim Cương, vân vân. Viện này thể hiện đức Đại Trí trên cầu Phật Đạo. Thứ năm là Trì Minh Viện, còn gọi là Ngũ Đại Viện hay là Phật Nộ Viện, nằm ở phương giới của Trung Đại Bạc Diệp Viện,
có 5 vị như là Bát Nhã Bồ Tát vân vân. Viền này thể hiện cái đức hàng phục nhiếp thọ. Thứ 6 là Thích Ca Viện. Nằm ở phương trên của Biển Tri Viện có 39 vị như là Thích Ca Mâu Ni Phật vân vân. Viền này thể hiện đức phương tiện nhiếp hóa, lấy hai đức trí và bi mà biển hiện thành Thích Ca Như Lai cứu độ chúng sanh. Thứ 7 là Trừ Cải Chướng Viện. Viện này nằm ở phương nam của Kim Cương Thụ Viện có 9 vị như là Bi Mật Bồ Tát vân vân. Viện này thể hiện nhờ cửa trí tuệ của Kim Cương mà trừ được chướng ngại che trùm của chúng sanh. Thứ 8 là Địa Tạng Viện, nằm ở phương bắc của Quan Âm Viện có 9 vị như là Ngài Địa Tạng vân vân. Viện này thể hiện nhờ cửa từ bi của Đức Quan Âm mà cứu độ chúng sanh mê lầm trong chín cõi. Thứ 9 là Hư Không Tạng Viện, nằm ở phương giới của Minh Trì Viện có 28 vị như là Hư Không Tạng vân vân. Viện này thể hiện sự hợp nhất của bi và trí, bao hàm muôn đức, có thể theo nguyện của chúng sanh mà ban cho tất cả bảo kiêm cả trí và đức, lấy phước đức làm gốc. Thứ 10 là Văn Thù Viện, nằm ở phương trên của Thích Ca Viện có 25 vị như là Bồ Tát Văn Thù vân vân. Viện này thể hiện trí tuệ của Ngài Đại Nhật, có thể chặt đứt hết thảy mọi hỷ luận, cộng thêm phước đức, lấy trí đức làm gốc. Thứ 11 là Tô Tất Địa Viện, nằm ở phương giới của Hư Không Tạng Viện có 8 vị như Thập Nhất Diện Quan Âm vân vân. Cái từ mà Tô Tất Địa ở đấy ý là sự thành tựu vi diệu. Viện này thể hiện cái đức thành tựu của mình và người. Số 12 là Ngoài Kim Cương Bộ Viện, bao quanh tầng ngoài ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc của Thái Tạng Giới Màng Đa La, hợp cả bốn phương có 205 vị. Viện này thể hiện cái đức tùy theo mỗi loại mà ứng hóa và lý thánh phàm không hai không khác. Thứ 13 là Tứ Đại Hồ Viện. Trong 12 viện nêu trên, Trung Đại Bác Diệp Viện là Phật Bộ, Quán Âm Viện là Liên Hoa Bộ, Kim Cương Thụ Viện là Kim Cương Bộ, còn 6 viện như Biển Tri Viện, Thích Ca Viện, Văn Thù Viện, Trì Minh Viện, Hư Không Tạng Viện, Tô Tất Địa Viện thì thuộc về Phật Bộ, Địa Tạng Viện là Liên Hoa Bộ, Trừ Cải Chướng Viện là Kim Cương Bộ, Ngoài Kim Cương Bộ Viện thuộc về Tam Bộ. Vâng, thì quý vị đương nhiên đây là toàn là thuật ngữ, những thuật ngữ cả, nhưng ít nhất quý vị biết rằng là nếu trong một cái đồ hình Màng Đa La mà vẽ về cái Thái Tạng Giới Màng Đa La là quý vị biết là bắt buộc mà nó phải có gồm đủ hết tất cả các cái viện này đó. Như vậy là quý vị thấy là ít nhất 12 viện, mà cái số lượng mà của các vị mà ngự trong đó rất đông, cho nên khi các ngài vẽ, quý vị thấy có những cái đồ hình ít các vị ở trong đó, các vị chủ tôn trong đó, nhưng mà có những cái đồ hình nhiều vô cùng thì phải vẽ đầy đủ hết, vẽ đầy đủ các ngài ngự trong các cái viện đó. Hoặc là cho nên quý vị thấy những cái đồ hình Màng Đa La khi các ngài mà vẽ bằng cát không thôi, mà nếu vẽ đủ hết thì phải nói là cả một công trình to lớn, nhưng cuối cùng là chỉ các ngài xóa đi để nói lên cái vô thường của nó, đâu có cái gì tồn tại lâu dài đâu. Thì ở đây nói về cái gọi là Thái Tạng Giới Màng Đa La đó. Thì ở nơi đây thưa quý vị, Mật Tông Thuần Túy thì quý vị thấy rằng là họ cái Đại Nhật Kính này nó hình thành nó một hệ thống gọi là Thái Tạng Giới Màng Đa La. Lý luận của kinh này có khả năng xuất phát từ tư tưởng của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đó, chủ trương từ sự tưởng của hiện thực mà trực quán chân tưởng của vũ trụ. Riêng Kim Cương Đạch Kinh thì thành lập trễ hơn, lưu hành ở miền Nam Ấn, vốn từ truyền từ thuyết của phái Du Già Phật giáo, lấy tâm thức làm trung tâm mà gọi là ngũ tưởng thành thân, tức là pháp quán ở trong thân tâm có đủ năm tưởng đồng nhất với đấng Bổn Tôn. Lấy hai kinh này làm đại biểu thuần mật ở Ấn Độ, không lâu sau thì tiêu diệt. Có nghĩa là may mắn thay, tiêu diệt mất ở Ấn Độ, nhưng mà may mắn thay thưa quý vị, thuần mật lại được truyền sang Trung Hoa,
được truyền sang Nhật Bản. Đó. Vì sao quý vị biết mất miệng mất không? Là bởi vì Ấn Độ tạm mật phát triển mạnh quá. Và họ kết hợp với Ba La Môn giáo nữa. Cho nên nó tồn tại rất mạnh. Còn trong lúc đó thì thuần mật á, là thuần túy. Cho nên là có thể là không hợp với môi trường của Ấn Độ. Nhưng mà máy mạng thái chúng ta thấy rằng là cái thuần mật á, lại được truyền sang bên bên Trung Hoa. Và rồi được truyền sang bên Nhật Bản. Nhờ có Ngài Không Hải Đại Sư. Còn cái gọi là thái mật mà do Ngài tổ trừng mà truyền sáng ở bên Nhật Bản thì kính thưa quý vị, nó ảnh hưởng cái sắc thái của cái gọi là tạp mật rất nhiều. Đó. Đến thế kỷ thứ 8, đây quý vị thấy, ở tại thuần mật ở Ấn Độ thì tiêu diệt. Nhưng đến thế kỷ thứ 8, thuần mật lại được Ngài Thiền Vô Úy truyền đến Trung Hoa. Đó, rất là may như vậy đấy. Cái mật tông mà rất là thuần túy và phải nói rằng là có một cái truyền thống rất là nghiêm khắc, nghiêm cực trong cái công phu hành trì này nọ, thì may mắn được truyền sang Trung Hoa, rồi lại được truyền sang Nhật Bản, thành là Chân Ngôn Tông. Mật giáo phát triển vào thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 11, Phật giáo Ấn Độ suy vong thì mật giáo cũng theo đó mà dừng lại. Tuy nhiên, tại Trung Ấn thì lại hưng thịnh, dung nhập giáo thuyết của phái Tánh Lực, đây quý vị thấy, trở thành tả đạo mật giáo. Bây giờ đây chúng ta xem cái phái Tánh Lực là cái gì trong cái phần chủ thích tiếp theo. Những phần này quý vị nên để chúng ta hiểu được, bởi vì đây là cái phần tổng kết và nói rất rõ tất cả những nội dung chính của mật giáo đó. Phái Tánh Lực là gì? Đây là một trong những hệ thống của phái Thất Bà, phái Shiva của Ấn Độ. Đó, thì ít nhất chúng ta thấy rằng là cái mật giáo đương thời của vị thấy rằng khi mà đến thế kỷ thứ 11 á, mà Phật giáo, mật giáo hưng thịnh ở Trung Ấn Độ thì là dung nhập giáo thuyết của phái Tánh Lực. Điều này chúng ta có thể giải thích được. Vì sao? Bởi vì là Bà La Môn giáo phát triển rất là mạnh. Nếu không dung nhập cái phái này, không cái thuyết này thì quý vị nhớ rằng là mật giáo không bao giờ tồn tại được hết đấy. Đúng không ạ? Cho nên vì vậy, ở đến đây chúng ta thấy này, là phái Tánh Lực, đây là một trong những hệ thống của phái Thất Bà Shiva của Ấn Độ. Còn gọi là Thứ Khất Đề Phái. Phái này do vì sùng bái đối với uy lực của thần Shiva. Mà quý vị biết thần Shiva là một trong những vị thần chuyên về sinh sản. Đó. Và nên dẫn đến là sùng bái Tánh Lực. Mà Tánh Lực là gì? Chữ sắc tí ở đấy có nghĩa là năng lực sinh sản, sinh trưởng. Cho nên cái phái Tánh Lực ở đấy là nó sắc ta, là nó biến từ cái chữ sắc tí là cái Tánh Lực đó. Và cái dẫn đến sùng bái Tánh Lực, phái Tánh Lực này của thần phổi, của thần phổi ngậu, thần Shiva, đó là Độ Nhị Gia. Giáo phái này lấy vật sinh sản linh ga, quý vị nghe từ linh ga này thầy quen không? Đó, cái gọi là vật sinh sản của người nam và vật sinh sản của người nữ, yoni, tượng trưng cho nguyên lực hoạt động thực thể tối cao của vũ trụ. Là lực của thần Shiva và thần phổi ngậu thai nghén vạn vật. Đó, cho nên được họ dùng cái từ gọi là phải Tánh Lực. Đó. Hành giả muốn tìm cầu ấn sủng được cứu độ cùng nhóm như cơ năng giải thoát thì phải sùng bái giáo phái này. Phái này còn chủ trương phế bỏ sự kỳ thị về chủng tánh, chế độ xã hội người quả phụ phải tuân tiết vì chồng vân vân, họ phế bỏ tất cả những cái điều kiện đó. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 6, thứ 7, phải Tánh Lực dần dần có quy định về các loại hình thức lễ bái cũng giống như nghi quỹ tôn giáo, đồng thời sản sinh văn học giải thích rõ về các tantra. Nghi thức chủ yếu có 4 loại như cúng tế, tức là dùng đồng thực vật hay con người để cúng tế cho thần. Cái việc này chúng ta coi là chúng ta biết rồi đó, các phim ảnh khá nhiều về chuyện mà dùng người để cúng tế. Thứ hai là luân tọa, tất nhiên là nam nữ tạp giao. Đây là lý do vì sao mà thể hiện cái hình tượng Phật, người ta gọi là cái gì đấy, sống sinh Phật.
Đó. Thứ nhất, thứ hai là luân tọa, thứ ba là thân chứng, tất nhiên là thực tập vô gia đặc biệt, và thứ tư là ma pháp. Cho nên vì vậy mà phải tánh lực này nó hoàn toàn là mang tính tà đạo. Cái hình thức Phật giáo nó cũng còn dần dần mất đi. Đó. Đây là cái phần mà, và tất nhiên chúng ta còn phần sau, nhưng mà chắc có lẽ chúng ta sẽ xin được phép dừng ngang đây, và kính chúc đại chúng một đêm an lành. Nam Mô A Di Đà Phật.